Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh video của Trạm Nhà Thờ chuyên thi công nhà gỗ, nhà bê tông thảm gỗ. Xin gửi tới quý vị và các bạn một cái video giới thiệu sơ bộ về một cái công đoạn gia công phần gỗ ở tại xưởng sản xuất của xưởng Trạm Nhà Thờ. Và cũng xin phép chia sẻ với quý vị và các bạn một số các cái hình ảnh video trong công chuyện là gia công một cái ngôi nhà gỗ ở tại xưởng hiện tại đang có rất là nhiều công trình đang được thi công song song một lúc. Thì tại xưởng của Trạm Nhà Thờ có sử dụng các máy móc, ví dụ như là các máy cưa, máy cắt, máy xẻ, các hệ thống gian cầu trục, máy nâng để phục vụ công tác thi công. Nhưng ngoài ra cũng là một yếu tố đặc thù là xử lý công việc đồ thủ công, đục trạng như là công trình cổ, là can thiệp của con người, quan tiệc của những người nghệ nhân. Đây là một cái bước dọc một cái kẻ, các bạn có thể nhìn một cái kẻ hiên hết tôn gỗ ra là một cái kẻ hiên như thế này, thì các bạn phải dọc một cái thân gỗ tương đối lớn. Đối với các công đoạn của thi công nhà gỗ thì là cái công đoạn mà sắp xếp để sàn đóng các cấu kiện, thì do cái quy mô diện tích xưởng cũng rơi vào khoảng tầm 1.000 m², nhưng mà cái khối lượng công việc nó cũng nhiều nên là cái sắp xếp cũng, mặc dù đã đưa vào các vị trí nhưng mà nó vẫn là tương đối chật. Áp dụng rất là nhiều các cái vấn đề về vận chuyển, cũng như là lấy ví dụ là có thể sử dụng cả hệ thống gian cầu trục để nâng các cái gỗ trong lúc gia công, nhưng mà cũng rất là vất vả. Kênh video Trạm Nhà Thờ cũng xin phép chia sẻ với quý vị các bạn những cái công việc hàng ngày của xưởng gỗ đang làm để hình dung được cái sự vất vả của các anh em cũng như các ông các bác nghệ nhân trong cái nắng nóng của mùa hè, để cho quý vị và các bạn thông cảm và có những chia sẻ với anh em chúng tôi. Và đối với đơn vị Trạm Nhà Thờ thì cũng rất tự hào là một trong những đơn vị sản xuất song song các sản phẩm về nhà thờ, nhà gỗ cũng như nhà bê tông nhà gỗ, có những cái sự chuyên nghiệp từ các khâu thiết kế đến thi công từ xưởng sản xuất đến thi công tại vị trí chân công trình. Để các bạn có thể theo dõi rất là nhiều các cái hình ảnh video trong quá trình sản xuất. Thì cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã rất là ủng hộ kênh video của chúng tôi. Thì các bạn có thể là nhìn thấy những cái sự tin tưởng của những khách hàng mang lại cho công việc cho anh em xưởng sản xuất. Đây là những cái sản phẩm gỗ, các sản phẩm của cột gỗ đang được gia công đẽo gọt bào gọt. Trong một cái mô hình xưởng này thì có rất là nhiều các cái vị trí, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy những vị trí sắp xếp là để cái ván các lá, vị trí của bên gia công với phần cửa, vị trí của gia công với phần cột, vị trí gia công với phần rui mè. Đây là cái chỗ góc này, góc về phần cột. Trong cái nhà gỗ là cái phần cột và các cái cấu kiện dài là chiếm chỗ lớn nhất, nhiều nhất.
đối với mặt bằng sản xuất được tổ chức trên cái kích thước nó là 30m x 40m, gọi chung nó là trên cái mô hình hình chữ nhật, thì tất cả các cấu kiện được sắp xếp nó có khu vực công năng khác nhau, khu vực xẻ, khu vực gia công thô, khu vực gia công tinh, khu vực đục chạm, khu vực sàn đóng, khu vực làm cửa, khu vực đục hoa văn cửa, khu vực bào trà, khu vực dây giáp, vân vân và vân vân, sử dụng các cái hệ cầu dàn cầu trục để đưa các cấu kiện vào các vị trí. Các bạn có thể nhìn dùng, mặc dù là có quy hoạch chung như thế nhưng mà cái công việc của những người thợ nhà gỗ là tương đối. Đối với một cái xưởng sản xuất thì có cái diện tích tương đối rộng, nhưng mà ngược lại là cái diện tích và cái khối lượng công việc mang lại nên là tại xưởng sản xuất của trọng mặt trời cũng rất là đông các ông các bác nghệ nhân cũng giống như anh em thường trực sản xuất tại xưởng là có khoảng 24-25 người tại xưởng sản xuất. Đây cũng là một cái cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, có cái mang lại cái công ăn việc làm rất lớn cho những ông những bác nghệ nhân cũng như anh em ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Về tiêu chí của xưởng sản xuất đó là mang lại những cái sản phẩm có những cái chất lượng về gỗ, đường nét và đục chạm hoa văn, cũng như đảm bảo yếu tố về tâm linh và giá trị về kiến trúc kết cấu bền vững. Thì song song với nó là có những cái tương đối phát triển kinh tế ổn định để nâng cao cũng như là phát huy cái giá trị cốt lõi của làng nghề, đặc biệt là trong ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề về sản xuất nhà truyền thống, nhà cổ bằng gỗ cũng như bê tông bằng gỗ, để các bạn có thể theo dõi được rất nhiều các cái hình ảnh mà các bác nghệ nhân, anh em đang thi công tại xưởng. Trên đây là một số các cái video ngắn miêu tả quay phim về cái nội dung của một cái xưởng sản xuất là xưởng sản xuất Trọng Mặt Thờ, có miêu tả các cái khu vực, các công việc thường ngày của xưởng sản xuất Trọng Mặt Thờ đang diễn ra tại xưởng sản xuất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi để xem những video mới hay để ủng hộ kênh video cũng giống như xưởng sản xuất, hãy đăng ký và theo dõi kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn.